Người ta nói rằng ở Trung Quốc không ai không biết đến Triệu Vy, thậm chí rất nhiều ngôi sao nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ còn thừa nhận rằng họ xem phim của Triệu Vy. Không quá lời khi nói rằng ở showbiz không ngôi sao nào có độ quốc dân độ vượt qua được Triệu Vy. Với vai Tiểu Yến Tử, Triệu Vy đã trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc, thậm chí còn ở nhiều nước châu Á. Cũng từ đó cái tên én nhỏ đã gắn chặt với cuộc đời Triệu Vy, cũng là bàn đạp đưa Triệu Vy lên hàng đại hoa. Giới chuyên môn gọi Triệu Vy là thiên hậu toàn năng, còn khán giả thì ưu ái đặt cô vào danh sách tứ đại hoa đán của Trung Quốc. Tất nhiên, sự nổi tiếng của Triệu Vy không chỉ có hai từ may mắn, khả năng diễn xuất cũng như khả năng quốc dân độ đã giúp Triệu Vy duy trì danh tiếng của mình suốt 20 năm qua. Thế nhưng, có không ít thâm cung bí sử xoay quanh cuộc đời Triệu Vy kể từ khi nổi tiếng, thậm chí còn có những bê bối khiến cái tên én nhỏ trở thành diều hầu, cái tên đại diện cho sự mưu mô thủ đoạn. Truyền thông Trung Quốc đã có bài cáo trạng vạch rõ những bê bối của Triệu Vy, cùng điểm qua những khúc quanh co khiến Triệu Vy mất đi danh tiếng của mình. Vong ân bội nghĩa. Nhờ Hoàn Châu Cách Cách, người đời mới biết đến Triệu Vy, nhưng điều đó không có nghĩa Triệu Vy nhớ tới người mang Hoàn Châu Cách Cách đến cho cô. Từ khi xuất đạo, Triệu Vy đã được coi là nàng thơ của Quỳnh Giao. Thẳng thắn mà nói, nếu không có Quỳnh Giao năm nay, thì chắc chắn không có Triệu Vy của ngày hôm nay. Vào năm 1999, làng giải trí Hoa ngữ dậy sóng với thông tin Triệu Vy là một kẻ ăn cháo đa bát, ngang nhiên phá vỡ hợp đồng với nữ văn sĩ Quỳnh Giao. Đến năm 2014, Triệu Vy lại bị nữ văn sĩ Quỳnh Giao tố là kẻ qua cầu rút ván, nổi tiếng liền quên đi ân sư. Quỳnh Giao từng úp mở, diễn viên càng bay cao càng nổi tiếng sẽ càng quên chốn cũ, đó là điều bình thường mà tôi thường gặp. Sau này, Triệu Vy có lần mang con gái ghé thăm nghệ sĩ Quỳnh Giao, hàn gắn lại mối quan hệ của hai thầy trò. Tuy nhiên, cũng từ đó đến nay, không còn thấy Triệu Vy về thăm ân sư cũ. Không chỉ bị tố vong ân bội nghĩa với Quỳnh Giao, Triệu Vy cũng từng bị Hoàng A Mã, Trương Thiết Lâm chỉ trích nuốt lời và không chuyên nghiệp. Sau đó đại diện Triệu Vy có đứng ra xin lỗi, song vẫn không làm Trương Thiết Lâm nguôi cơn giận. Hành hung phụ nữ có thai. Vào năm 2004, dư luận chấn động với thông tin Triệu Vy thuê một tài xế đánh Châu Tuyết, một người bạn làm ăn cũ. Điều đang nói thời điểm đó Châu Tuyết đang mang thai. Theo nguồn tin tiết lộ, cả hai gặp mâu thuẫn trong quá trình làm ăn và Triệu Vy còn phát hiện Châu Tuyết đâm sau lưng mình. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng khi hai người mâu thuẫn, lái xe của Triệu Vy nhìn thấy bà chủ của mình hoàn toàn bị người ghê gớm như Châu Tuyết bắt nạt nên mới bức xúc quá không chịu được đánh cô ta. Sau cùng, tòa án đã xét xử sự việc cho thấy Triệu Vy bị đối xử sai. Tòa đã không chấp nhận đơn tố cáo của Châu Tuyết với nội dung hành vi đánh người là do Triệu Vy chỉ đạo. Mặc dù vậy, Triệu Vy vẫn luôn mang danh hành hung phụ nữ có thai. Trốn thuế. Vào cuối năm 2017, Triệu Vy trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi công ty của cô bị cáo buộc có hành vi gian lận trong kinh doanh. Theo đó, Ủy ban chứng khoán của Trung Quốc cho biết, công ty của vợ chồng Triệu Vy có nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng cổ phần, gian lận số liệu, trốn thuế, gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của Triệu Vy, hành vi gian lận này còn khiến vợ chồng Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long và nhóm cộng sự nhận án phạt từ Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc. Nếu công ty của vợ chồng Tiểu Yến Tử phải nộp phạt hơn 2 tỷ đồng, 600.000 nhân dân tệ thì riêng Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long cũng phải nộp phạt hơn 1 tỷ đồng 300.000 nhân dân tệ. Hai vợ chồng sẽ không có quyền và không được phép đảm nhận các chức vụ trong vòng 5 năm. Qua lại với trai trẻ khi chồng đại gia thất thế. Từ cuối năm 2019 xuất hiện tin đồn Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long ly hôn đã xuất hiện. Nguyên nhân của thông tin này là do Triệu Vy không còn tương tác với ông xã trên mạng xã hội và hai người không còn hình ảnh chụp chung gần một năm qua. Sinh nhật Triệu Vy, ông xã cũng không hề đánh tiếng, ảnh đi du lịch cả gia đình cũng vắng bóng đối phương. Theo thông tin đồn thổi, Triệu Vy chán ghét chồng vì nay đã thất thế không còn vang danh như xưa. Thậm chí cặp đôi còn bị cho là đã ly hôn 4 năm qua và tháng 1 năm 2018, chồng cũ nữ diễn viên Huỳnh Dịch còn khẳng định Triệu Vy đã ly hôn. Nữ diễn viên 45 tuổi còn xóa hết ảnh cùng chồng trên trang Instagram cá nhân. Hơn nữa, khi hôn nhân đang trong giai đoạn rối rắm, sau nữ còn bị bắt gặp không ít những hình ảnh thân mật với đồng nghiệp khác giới. Đầu năm 2019, khoảnh khắc má kè má ôm hôn đạo diễn Lý Phi trong nhà hàng của nàng Đại Hoa Đán gây ầm ĩ mạng xã hội. Những hình ảnh thân mật này làm rộ tin đồn cô ngoại tình. Tuy vậy, Triệu Vy lại phản bác rằng đó chỉ là do trong nhà hàng thời điểm ấy quá ồn và hai người đang kẻ sát nhau để bàn công việc. Còn ông xã cô im lặng trước thông tin này. Trên mạng xã hội, khán giả mỉa mai lời thanh minh của Triệu Vy nực cười như lời giải thích của Lưu Khải Uy khi đến phòng Vương Âu lúc nửa đêm trên phim trường chỉ để tập kịch bản. Nhiều người cho rằng cô là phụ nữ đã có chồng nhưng lại hành động như thả gái chưa chồng và ngầm khẳng định mình vẫn còn độc thân. Vào năm 2020, hình ảnh Triệu Vy thân thiết với một người đàn ông lạ mặt đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, người đàn ông đang hẹn hò với Triệu Vy là Kha Dục Danh, con trai cưng của một doanh nhân giàu có bậc nhất Trung Quốc. Anh kém Triệu Vy 8 tuổi, từng là nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, Kha Dục Danh cũng sở hữu công ty với số vốn vô cùng khủng. Mới đây, Triệu Vy lại tiếp tục bị phát hiện sánh bước cùng Kha Dục Danh. Tối ngày 22 tháng 3, mạng xã hội Weibo lại dậy sóng với thông tin về một nữ minh tinh là Sao Hoàng A, trang cá nhân sắp đạt 100 triệu fan và có phim cực hot đã bí mật ly hôn. Từ những dữ kiện trên, cộng đồng mạng xứ Trung lập tức đưa ra một vài cái tên khả dĩ như Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh hay Angelababy. Đến sáng ngày 24 tháng 3, các tờ báo lớn như Sina, Sohu, iFeng đồng loạt đăng tải khoảnh khắc nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đi ăn tối và đưa bạn trai tin đồn Kha Dục Danh về nhà riêng. Sina cho hay, sau nữ tỏ ra rất thận trọng khi cố tình giữ khoảng cách với tình trẻ ở chỗ đông người, cũng như chủ động ngồi ghế sau trên xe ô tô. Mặc dù cả hai lần Triệu Vy đều không lên tiếng xác nhận, nhưng theo nhiều nguồn tin, én nhỏ năm xưa đã sánh đôi bên tình trẻ suốt 2 năm nay.
Theo Sohu, dù công ty quản lý của Triệu Vi liên tục phủ nhận chuyện đổ vỡ, khẳng định đây là tin đồn sai sự thật, người hâm mộ vẫn tỏ ra không tin tưởng vào mối quan hệ vợ chồng của người đẹp Hoàn Châu Cách Cách và doanh nhân Huỳnh Hữu Long, nhất là khi cô từ chối bình luận về tin đồn hẹn hò Kha Dục Danh.